Lời nói đầu tiên cho Vi Nam gửi đến cô chú ơi, chị là trân trọng nhất. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu? Có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau? Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu? Có đắng cay nào bằng em vội vàng qua mau? Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Giờ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu một ngày người em yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dấu muôn mang. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hối lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quên nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Làm anh đau lắm em có biết không, từng ngày mỗi nhớ mong để rồi phải ngóng trông. Giờ những chiều anh ngồi đây cô liêu, người đàn ông yêu anh hay là có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu? Có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau? Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu? Có đắng cay nào bằng em vội vàng qua mau? Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Giờ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu một ngày người em yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em cho dấu muôn vàng. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hối lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quên nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Anh vẫn chờ em dấu muôn mang. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hối lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quên nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Xin đừng quên ta đã từng yêu.